Xin chào cả nhà, hôm nay em tiếp tục lên sóng một con máy hút ẩm của hãng Panasonic, công nghệ Hybrid. Rất là nhiều các bác yêu thích. Đối với dòng thương hiệu Panasonic thì nó là cực kỳ tên tuổi ở thị trường Việt Nam mình rồi. Đây là một cái chiếc máy hút ẩm của hãng Panasonic, hút 15 lít một ngày. Tình trạng máy thì còn khá là đẹp, nguyên bản. Hình ảnh thì các bác có thể thấy trên clip, em quay gần để hàng bãi nguyên chất các bác nhé. Trên là các bác có thể nhìn thấy máy rất là đẹp. Con này thì sử dụng giao diện tiếng Anh, điện lưới 220V, cho nên là phù hợp với thị trường của Việt Nam. Hãng Panasonic họ sản xuất để xuất đi, cho nên là sử dụng giao diện tiếng Anh các bác nhé. Trên máy rất dễ sử dụng rồi. Hẹn giờ này, cái này đảo cánh gió. Đấy, lên xuống. Con này thì có cả đảo cánh gió bên trong, đảo gió xoắn ở bên trong này nè. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, xoắn gió, tức là đảo ngang cả như này luôn, ngoài lên xuống lại cả ngang. Và có ba hai cấp độ gió lạnh khác nhau, các chế độ hút ẩm, chế độ sấy quần áo, eco, auto tự động, nói chung là rất dễ sử dụng thôi. Có cả cửa gió đằng trước này để lấy gió lạnh ra tùy các bác. Một con máy rất là đẹp của hãng Panasonic. Đây là bình nước, bình nước các bác nhé, bình nước cũng khá to đấy. Thông số con này đây, quay để các bác nắm được. Model là GHE15X, điện 220V. Đấy. GR134. Con này hút 14 lít ngày, 250W. 250W các bác. Đây là dàn lạnh thôi nhé, còn rất là mới này. Đây dàn lạnh nhìn trực tiếp với trắng tinh, ống đồng và gương rất đẹp. Con này em bán 3,8 triệu vẫn như thường lệ thôi, em để số 7, nên các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa phí vận chuyển đâu ạ, ship hàng toàn quốc, không bao ship. Chào các bác.